Cắm một bó hoa để tặng cho chị bạn của mình nhân ngày cưới của chị ấy. Yeah. Bây giờ anh có thể tư vấn cho em để em cắm được một cái bó hoa. Bó hoa cưới à? Nếu như mà mình thích hoa cưới mà có tông nhẹ nhàng hay là tông đậm? Em thấy xu hướng bây giờ là thường là những cái màu hoa nó rất là đậm, màu lạnh đó anh. À, mình dùng cái màu trung tính để tặng cho nó có sự trong trắng một tí đi. Dạ, đúng rồi. Nếu như một bó hoa cưới thì là bây giờ là mình kết hợp với màu kem vàng với lại màu trắng. Dạ vâng, dạ vâng. Một số điểm như là ba bi, lá tùng nho với lại lá táo. Đây, em cầm đi. Bây giờ thì em thấy có cái xu hướng là gọi là vintage đó anh kìa. Giờ người ta họ cắm theo kiểu gọi là kiểu rất là tự nhiên, tự nhiên là nó bay lượn á. Đúng rồi, chứ không phải là không có cắm gò bó như hồi xưa là nguyên một bó hoa cứ tròn nữa, là toàn là hoa hồng không hay là một hoa, nói chung là nguyên một loại không. Bây giờ là cắm theo kiểu mà trên dưới vẫn có, phía trong phía ngoài rồi đều có hết. Dạ vâng. Rồi hoa hồng cắt tường cùng nho, bây giờ để thêm điểm X3B nữa em nha. Dạ. Dạ rồi, vậy là nguyên liệu của mình đã đủ rồi đúng không ạ? À, điểm thêm vài cái hồng dao nữa cho nó dễ thương. Nó giảm bớt cái mùa đông một tí. Dạ. Ok. Dạ. Thưa quý vị và các bạn, chọn hoa cho ngày cưới, ngày trọng đại của mình là sự chú ý hàng đầu của các cô dâu trẻ. Hiện nay thì với xu hướng là bó hoa tròn màu trắng mang một cái phong cách cổ điển nhằm tạo nên cái dáng vẻ thân thiết cũng như là cái sự giao lưu đối với những người xung quanh, cũng như là bộc lộ cá tính trong sáng của cô dâu, đang là sự ưa thích hàng đầu của các cặp đôi uyên ương. Để có được một bó hoa xinh đẹp và tươi tắn cũng như mang đầy cá tính thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ anh Nguyễn Hùng, chủ xuất hoa Hoàng Lan, huyện Chi Xuyên, để được anh hướng dẫn một bó hoa như vậy nhé, thông qua chương trình Bạn Có Biết Ngày Hôm Nay. Xin chào anh Hùng. Dạ, chào. Rất vui được gặp anh Hùng trong chương trình Bạn Có Biết Ngày Hôm Nay ạ. Dạ. Chào bạn Ngọc Trang, chào tất cả mọi người trên chương trình. Dạ vâng, hôm nay thì chúng ta có một cái chủ đề rất là hấp dẫn, đó là cắm hoa cưới đúng không ạ? Dạ. Vậy thì anh có thể cho em biết là để có một cái bó hoa cưới thật là xinh xắn và mang có một cái phong cách hiện đại thì chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu như thế nào và các cái bước cắm là sao ạ? Hôm nay chúng ta cắm một bó hoa cưới với tông rất là nhẹ nhàng, tông màu kem vàng đi với màu trắng. Thì tất cả đây là những loài hoa mà hai anh em chúng tôi chọn. Đây là hoa hồng trắng và kem vàng. Dạ vâng. Càng hiện đại thì người ta càng hướng tới những cái màu gì nó nhã nhặn hơn đúng không anh? Rất là nhẹ nhàng. Dạ. Khi các cặp cô dâu chú rể lên sân khấu thì nó cũng không thể hiện được riêng cái đầm cưới hoặc là bó hoa cưới, nó sẽ hòa sát vào trong một cái bữa tiệc. Dạ vâng. Chứ mình không nên chọn những cái màu nổi quá. Nếu như mà chọn màu nổi thì phải là áo cô dâu là phải nổi, phải đậm. Dạ vâng. Thì thắng đúng theo gam màu của nó. Bây giờ là gồm có hoa hồng nè, cắt tường. Rồi một lá táo đúng không anh? Tùng nho. Còn đây là lá táo. Dạ vâng. Táo bạc. Dạ. Và táo bạc. Ít hoa là một ít hoa ba bi Hà Lan. Để bó hoa. Nó thêm phần nhẹ. Bây giờ chúng ta vào làm nha. Dạ vâng. Bây giờ là bó hoa này thì chúng ta phải tỉa hết lá đi. Vứt phần lá. Thưa anh, là vì sao hoa cưới là người ta thường hay chọn hoa hồng là hoa chủ đạo hả? Vì hoa hồng người hay nói một cách đơn giản mà là có thể là lò chúa hoa của tình yêu đi. Dạ vâng.
Dạ vâng. Bây giờ những cái cặp tình yêu nó yêu nhau thì nó sẽ phải vẫn tặng hoa chọn hồng và đúng lá không? thích hoa hồng từ 8 tháng 3 20 tháng 10 Dạ rồi vâng, dạ vâng. đều là chọn hoa hồng. Bây giờ mình sẽ kết hợp Dạ. mà Giữa các cái màu hoa hồng với cái gam màu lạnh đúng không anh? Dạ. gam màu trung tính, Trung tính. trung tính À, nhẹ trung tính. nhàng thôi. Dạ. Trước đây thì khi mà nói đến tình yêu á, thì phải nói đến màu hồng thì chúng ta phải chọn là màu đỏ đúng không? Càng đỏ thì mới thể hiện được cái sự chung thủy. Nhưng mà em nghĩ là bây giờ theo cái xu hướng dạng là thẩm mỹ hiện giờ á, thì người ta vẫn thích chọn những cái màu nhẹ nhàng như vậy hơn đúng không anh? Ta bây giờ là mình sẽ đưa tùng nho vào, đưa tùng nho rồi sau đó mình sẽ Sẽ phối với những cái loài hoa chủ đạo của mình. đó là hoa chủ đạo. Mình cứ cầm tự nhiên, hai hoa ba hoa gì đó chúng ta sẽ cầm Anh tự có nhiên. thể cho biết là cái việc mà bó hoa cưới thì nó kiểu dáng của nó thì nó đa dạng như thế nào, và hôm nay thì anh sử dụng cái kiểu dáng người ta sao để mà Kiểu dáng như là mình cũng gọi là phong phong truyền thống và hiện đại á. nó hiện đại, và gọi là bây giờ mình cứ nghĩ một mình ra một vườn hoa mình ôm một cái bó hoa vậy đó là nó tự nhiên và nó đẹp. Chứ còn lúc trước thì những cái chỗ người ta họ làm hoa cưới thường thường họ làm vào cái công thức, cái khuôn khổ rồi. Bây giờ mình cứ như tự nhiên mình ôm một cô gia mà ôm một cái bó hoa ở ngoài vườn đi vào đi cưới chẳng hạn. Đó là toàn bộ những loài hoa mình chọn là mình chỉ bó cặp chứ không bó vào trong những cái khung như lúc lúc trước đó nữa. Dạ vâng, À. lúc trước là có nguyên hẳn hoài một cái khung đúng không anh? Đúng rồi, đúng Là rồi. mình bỏ bao nhiêu hoa là lấp đầy cái khung đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì hoa thì mình nên tước hết lá vì là mình đã chuẩn bị lá cho cái bó hoa hôm nay rồi. Dạ vâng. Vậy thì cái vấn đề mà một cái phong cách mà phóng khoáng như vậy thì nó thể hiện, nó giúp cho cô dâu thể hiện cái tính tính cách như thế nào, anh có thể cho Tính biết thêm ạ? gọi là cho nó tự nhiên, cầm một bó hoa nó không lè lạc mà nó cũng mang đầy cái Trong vẻ sáng trong đúng sáng, không? từ cái màu cho đến những cái hoa mình cứ để nguyên, mình mua ở đâu về thì mình để nguyên như vậy. Mình không Dạ còn vâng. phần lá thì mình phải tỉa, có Dạ. nhiều lúc là mình để lá nhưng mà bây giờ là mình đã chọn lá rồi. À, nếu như mà cầm một cái bó hoa như vậy thì mình nghĩ con đường bước vào hôn nhân thì nó cũng sẽ rất là thoải mái và Ừ, giản thoải mái. dị, chứ không phải như trước đây là có cái sự gò bó như mình nghĩ trước đây đúng À, đúng không rồi, đó là tùy theo mỗi người chợ. ạ? Vâng. Chính vì cái sự gò bó như vậy thì giới trẻ bây giờ họ cũng rất là hạn chế cái vấn đề mà gọi là lập gia đình sớm, cái vấn đề. Đa số nói chung là tùy theo sở thích của mọi người. À, thưa anh thì cái phong cách này mình có được gọi là phong cách vintage hay không anh? Tức là Cái này à, cái này mình phải gọi là mình phải làm học hỏi nhiều vì cái này rất cái bó tự nhiên rất là khó, không phải ai cũng bó được đó. Dạ vâng. Mình phía trên có hoa, phía dưới có hoa, là từ trong ngoài là mình phải kết hợp như thế nào để mình đưa cái bó hoa cho nó rất là thoải mái này Tức là đó. thoải mái nhưng là mà nó vẫn đúng điệu, nó vẫn Nó vẫn mang được cái vẻ truyền thống như là chúng ta làm một bó hoa cưới tròn. Lúc xưa thì là người ta họ có một cái khung. cái khung để làm. Bây giờ là bây giờ mình lại phát triển hơn rồi thì mình phải tìm lại con đường là mình làm như thế nào để cho Tự nhiên nó hơn. tự nhiên hơn và nó đã bó hoa nó đẹp hơn Tức trong cái là nó ngày cưới. mang hơi hướng của dân dã hơn và Ừ, nó hướng về đúng cái rồi. thiên nhiên nhiều hơn đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Thiên nhiên giờ giờ có nhiều cặp là không cần phải dùng hoa xịn sò mà là ra ngồi chỉ ra ngồi đường bê nguyên một Bó hoa chùm dại. bó hoa dại luôn. À, thưa anh thì tiêu chí nào để mình chọn những cái bó hoa, những cái đóa hoa mà đẹp nhất để mà sử dụng trong ngày cưới ạ? Mà khi là chúng ta chọn á, thì phải có hoa nở, có hoa búp đó. Cái hoa có nhiều lúc là hoa nở ở trên rồi búp nó lại là dưới rồi bay lượn ra. Mình không có nhất thiết là phải là chọn cái hoa nở hết là đẹp hoặc là búp hết là đẹp đâu. Mình cứ có to có nhỏ, gọi là Nhiều nó kích cỡ ở nhiều kích cỡ đó. để mà tạo cái sự đan xen với cái sự đối xứng với nhau đúng không anh? Dạ đúng rồi. Trong cái nghệ thuật là phải Đó. cần có sự đối xứng. À, thưa anh thì những cái loại hoa này ngoài thị trường có dễ mua hay không Rất là nhiều à, các tường rồi là tùng nho bây giờ là người ta họ bán nhiều lắm.
Dạ vâng. À, thường thì người ta những cái loại hoa này mình nhập về hay là ở thị trường trong nước đã sản xuất rất là nhiều rồi. Có nhiều, Đà Lạt thì rất là nhiều, Đà Lạt rất là nhiều. Đó, như cái mình bó và phần búp là mình đưa nhô hết lên trên. Dạ vâng, em thấy rất là đẹp rồi. À, cái bó hoa cưới của mình đang dần thành hình đúng không anh? Được Được 80% rồi. được 80% hoa rồi. Thưa anh thì cái vấn đề mà kỹ thuật là thiết kế hoa cưới này thì tức là cái mình cập nhật từ đâu ạ? Cái này là mình phải cập nhật thường xuyên từ bạn bè đồng nghiệp cho đến thầy trước đó dạy mình. Đó. Và quan trọng vẫn là cái xu hướng của thị trường đúng không À, phải ở thị trường. anh? Thưa anh thì cái chiều dài của cái nhánh hoa thì nó có phụ thuộc vào cái kiểu dáng của cô dâu hay không ạ? Tùy tùy theo mọi sở thích. Cô dâu thì thích cái cọng nó dài, nhưng mà khi mình bó xong một bó hoa cưới để cho mọi người đều đều cầm được á, thì là mình phải căng xứng nó phần 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 quai cầm á, thì phải cầm hết nắm trong bàn tay này. Dạ Đó, vâng, cắm dạ trong vâng. bàn tay như thế này thì rất là đẹp. Vậy thì một cái bó hoa cưới đơn giản như vậy thì có tốn nhiều chi phí hay không ạ? Này thì nằm tầm 3 cho đến 400 nghìn. À, vậy thì cũng khá là đơn giản đúng không Đấy, anh? đơn giản. Đó, bây giờ là mình làm cho Vừa nó đẹp, vừa gọn nhẹ, lại vừa tiết kiệm nữa. xong có hoa cưới thì Dạ. Cái phần nơ cột mình phải chọn như thế nào để phù hợp chọn với cái bó hoa của cũng mình ạ? chọn tông nhẹ nhàng. Dạ. Bây giờ là điểm thêm một tí hồng 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 Baxter đúng không anh? hồng hồng bắt bắt tơ để Để cho nó tông xịt tông với lại cái màu hoa mình đã chọn. đúng rồi. Vậy thì Đây ngoài cái không tiệc cưới thì giúp anh anh có hay là ngồi tiệc cưới ra còn làm tiệc tiệc sinh nhật này, tiệc gặp mặt rồi người ta họ tổ chức cái gì người ta họ cũng chọn hoa những cái bó hoa cầm trên tay rất là nhiều. Dạ rồi. Bây giờ là bó xong bó hoa cưới, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục là kết hợp cái hoa cưới thì chú rể cũng phải có một cái hoa đeo áo. Vậy thì thông thường thì hoa của chú rể sẽ được thiết kế như thế nào anh? Hoa chú rể thì là nó cũng từ hoa cô dâu mình trích ra đây một cái hoa hồng. Trong bó hoa cô dâu có những loài hoa gì thì là hoa chú rể nó có như vậy, nhưng mà chỉ là chỉ phần ít thôi. Hoa hồng thì chúng ta chọn một cái này, cát tường thì chúng ta cũng chọn một hai cái búp và cái bông nở, rồi sau đó là phụ kiện kèm theo trong bó hoa cô dâu đã có sẵn rồi. Vâng. Và đây là hoa cài áo đúng không anh? Đây hoa cài áo. Vâng, từ bàn tay tài hoa của anh Hùng thì chúng ta đã có được một bó hoa cưới rất là xinh tươi và rất là nhẹ nhàng. Và trong chương trình Bạn Có Biết ngày hôm nay, tôi hy vọng là Ngọc Trang cũng như quý vị và các bạn cũng có thêm kinh nghiệm để tự tay làm một bó hoa cưới thật là đẹp để tặng cho người thân cũng như bạn bè của mình. Xin cảm ơn anh Hùng đã dành thời gian để đến cùng chương trình Bạn Có Biết và chia sẻ những kiến thức rất bổ ích đối với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn chương trình đã dành một cái thời gian nho nhỏ để đến với súp hoa Hàng Lan ở Duy Xuyên của chúng tôi. Xin chào. Đến đây thì chương trình Bạn Có Biết xin gửi lời chào tạm biệt quý vị và các bạn. Mọi thông tin chia sẻ cũng như là đóng góp ý kiến, mời quý vị và các bạn gửi về chuyên mục Bạn Có Biết, Phòng Văn nghệ Giải trí Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam hoặc thông qua email Phương Thùy vna@qrt.com.vn. Còn đến đây thì Ngọc Trang xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình số tiếp theo.